Chưa thể nhổ cọc bê tông cứu bé trai. Sau vài tiếng sử dụng, máy khoan cọc nhội đã dừng công việc, được đưa ra khỏi hiện trường rạng sáng nay. Việc cứu hộ bé trai 10 tuổi không thành. Đêm ngày 1 tháng 1, sau khi có thiết bị chuyên dụng khoan cọc nhồi tải trọng 35 tấn, lực lượng cứu hộ đẩy nhanh công việc với mục tiêu sớm nhổ được cọc bê tông. Tuy nhiên, máy hoạt động không như dự tính, buộc phải dừng. Đến nay, nạn nhân mắc kẹt dưới hố sâu hơn 40 giờ. Ngành chức năng Đồng Tháp chưa cung cấp thông tin mới về việc cứu người. Trước đó vào buổi chiều, máy khoan cọc nhồi được lực lượng cứu hộ tỉnh đưa từ huyện Tháp Mười đến hiện trường bé trai gặp nạn ở ấp 2. Xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình. Khi có thiết bị, lực lượng cứu hộ bắt đầu khoan nhồi với lực đóng 35 tấn. Cơ quan chức năng dự tính, cùng với 3 mũi khoan quanh cọc bê tông thực hiện gần 20 giờ qua, việc nhổ cọc hoàn thành trong đêm. Trưa ngày 31 tháng 12 năm 2022, em Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m. Một số người chứng kiến cho biết, sau khi rơi vào cọc bê tông, bé trai kêu cứu chừng 10 phút rồi tiếng giận mất hút. Camera tại dự án ghi lại cảnh bé trai gặp nạn khi đang đi trên nền đất công trường lồi lõm, nhiều hố sâu. Nam, bé nhỏ nhất trong nhóm, sẩy chân rơi xuống hố trong tích tắc. Miệng hố cách điểm cuối cùng trụ bê tông cắm vào đất khoảng 3 m, không được đơn vị thi công lắp lại khi dời máy móc sang thi công mố cầu gần đó. Miệng hố như hình phễu, khi cháu bé sẩy chân đã rơi vào trụ bê tông rộng 25 cm. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo đang chỉ huy tại công trường cứu hộ cho biết cọc bê tông gồm 2 đoạn dài 12 m và 1 đoạn dài 10 m. Dưới cùng được bịt kín. Kết cấu này hạn chế bé trai bị rơi ra ngoài khi cọc được nhổ lên. Lực lượng chức năng sẽ xác định vị trí bé trai, sau đó mới tiến hành tháo từng đoạn khớp nối cột bê tông. Tại công trường, ngoài cần cẩu 50 tấn còn có 3 xe máy xúc đất hỗ trợ công tác cứu hộ. Dù phương án giải cứu được bàn bạc kỹ song chính quyền tỉnh Đồng Tháp không chắc chắn về sức khỏe hiện tại của Nam. Hiện cậu bé không còn tương tác với bên ngoài dù oxy vẫn được nạp liên tục vào bên trong cọc. Theo báo cáo mới nhất của Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp, công trình cầu kênh Rọc Sen thuộc gói thầu số 14, thi công cầu, nền, mặt đường và cống thoát nước dài hơn 4 km. Dự án do nhóm 3 doanh nghiệp thực hiện. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư công trình, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải giám sát thi công, xây dựng. Về trách nhiệm của nhà thầu, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp cho hay xung quanh công trường có rào dây, cắm biển báo, camera giám sát song đơn vị sẽ chấn chỉnh, đảm bảo an toàn khi thi công. Sau khi hoàn tất cứu hộ, ngành chức năng làm rõ nguyên nhân, sẽ xử lý sai phạm nếu có, ông Bảo nói.